Thưa quý vị và các bạn, hôm nay nền nhiệt ở thủ đô trong ngày làm việc đầu tuần được dự báo giảm từ 2 đến 3 độ so với ngày hôm qua. Trời nhiều mây, ít mưa, ngày có nắng gián đoạn, chất lượng không khí ở mức có hại cho sức khỏe. Sáng sớm trời nhiều mây, nhiệt độ vào khoảng 26 đến 27 độ, độ ẩm trên 90%. Sau 8 giờ nhiệt độ bắt đầu nhích tăng, đến 10 giờ nhiệt độ ở mức là 30 độ. Vào khoảng từ 12 đến 14 giờ, nhiệt độ tăng lên mức là 32 độ. Và đây cũng là mức nhiệt cao nhất trong ngày, rồi sau đó sẽ giảm dần. Đến chiều tối, mưa dông khả năng sẽ quay trở lại, nền nhiệt giảm xuống còn 29 độ. Độ ẩm trong ngày khá cao, từ 76 cho đến 87%. Nước ta đang trong giai đoạn thời tiết nắng nóng, mưa nhiều và cũng là cao điểm mùa du lịch với nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Đây cũng là những điều kiện thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm có xu hướng lây lan và gia tăng số ca mắc. Và trong khi đó, tỷ lệ tiêm chủng trong chương trình tiêm chủng mở rộng lại không đạt tiến độ đề ra. Chính vì vậy, nguy cơ dịch chồng dịch luôn hiện hữu. Và để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, Sở Y tế Hà Nội đề nghị các địa phương cần tăng cường tập trung kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo thực hiện diệt bọ gậy ít nhất mỗi tuần một lần, tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho trẻ chưa được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Còn sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các khu vực của Hà Nội trong ngày hôm nay. Khu vực phía Tây thành phố, từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ, Hà Đông, có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ dao động từ 26 đến 32 độ. Hình thái thời tiết này cũng diễn ra tại khu vực phía Nam, từ Thanh Oai, Thường Tín đến Mỹ Đức với mức nhiệt độ không thay đổi. Khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh và Đông Anh, có mây, ngày có nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ dao động từ 25 đến 31 độ. Vùng núi Ba Vì và Sơn Tây cũng tương tự kiểu thời tiết này với mức nhiệt độ dao động từ 25 đến 31 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội có mây, ngày có nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 cho đến 32 độ. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết của khu vực Hà Nội trong những ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin dự báo thời tiết 18 giờ 25 phút ngày hôm nay.